xà lan Thảo nha các bạn. Cậu nghĩ thấy là lấy đầu quang rồi bây giờ anh ve lại liền ha. Ôi, dữ lắm ơi. Quá phun khói luôn. Trời ơi kìa, ga nào cũng khói. Quá như cái nhà máy xí nghiệp vậy kìa. Ôi, dữ vậy. Quá mấy chiếc khẩm này chạy nó cái chớn nó rất là nặng luôn các bạn. Chiếc kia tới trên đó rồi. À, anh này anh nạp ga nào là cũng có khối hết trơn. Lên kia cháu thì nãy giờ cũng biết bao nhiêu quận rồi anh mới được vô đây ha. Chiếc này không biết là anh vô được hay không nữa nè. Thì em gái cũng tới đây rồi ha. Hôm nay chị chùm phải kính tí xíu là lý do là trời khá là nắng rồi gắt luôn các bạn. Bye.
chiếc này lên khối là ga nào cũng có khối hết trơn. Giờ cháu thì bây giờ anh đang chỉnh cái thế đang mạnh vô cái âu thuyền này các bạn. Thối hết trơn nè. Như một cái sân bay. Anh lái anh đứng là rất là cao nha các bạn. Lái bằng cái giò để ở phía đây vậy nè. Móc nha. Quá anh lại gần cái sự hiện diện càng to lớn anh dữ hơn nữa các bạn. Đây là phía trên cao mình nhìn xuống ha. Bên xà lan nó anh quýu kìa, dữ lắm rồi. Thank you.
biết chiều nói. Rồi ép cái quả tiễn của ghe chấu bên bên luôn. Dướng cái phao bên luôn các bạn. Về nó chở mấy cây tre chút các bạn được uống thẳng hết nè. Làm quán. Trời cũng nhá nhem tối các bạn. Bóng đèn cũng lên nữa ha. Giờ đợi chiếc xà lan hay cabin này ra bên âu thuyền là bắt đầu phía ngoài đi vô.
lớn các bạn. Mày có con mắt chưa? Dạ. Đức Nhã hả? Đây tài công mình ngồi phía trên lái cái chân như thế này rất là ngầu các bạn. Mẹ đi gia đình ha, mẹ với cha ảnh luôn các bạn. Phải hai cái phao của ảnh hai bên rồi, nhìn mình nói vui vẻ như là hai cái quả ngựa lôi vậy đó ha. Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến kênh 68 TV nha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau trở lại cái âu thuyền để mình tìm những anh em ghe thuyền qua đây nha các bạn. Hiện tại mình đang đứng ở dưới cái lòng âu thuyền của Trần Bà Lịch các bạn, để mà quay để đến cho các bạn và mọi người cùng xem cái cảnh là những chiếc vỏ lãi cũng như là ghe bầu này kia các bạn, xà lan ha, đang vô âu nè. Cái này là cái lượt mở đầu tiên ở phía bên ngoài đi vô các bạn. Bây giờ lại bắt đầu túa vô rồi. Đông rồi. Dữ lắm sống mà.